Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chiều ngày 8 tháng 1, luật sư đã tham gia bảo chữa cho bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Chu Ngọc Anh bị Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội đề nghị mức án 3 đến 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến cáo buộc ông trung ngọc anh ký quyết định phê duyệt đề tài giao cho học viện quân y chủ trì công ty việt á thực hiện là trái quy định của pháp luật luật sư bảo chữa cho biết theo luật khoa học và công nghệ về đề xuất nhiệm vụ thì có hai dạng gồm cơ quan tổ chức cá nhân tự đề xuất và bộ trưởng chủ động hoặc theo yêu cầu của chính phủ đề xuất đặt hàng theo luật sư việc lấy ý kiến tư vấn xoay quanh đề tài thông qua hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ ngoài ra luật khoa học và công nghệ cũng đề cập đến việc nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để cá nhân tổ chức đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việc ký các quyết định của ông Trung Ngọc Anh là trong bối cảnh cấp bách, luật sư nêu và dẫn ra thông tin của Bộ Y tế khi ngày 21 tháng 1 năm 2020 có 225 trường hợp mắc COVID-19, 4 người tử vong. Đến ngày 1 tháng 2 năm 2020, số người mắc COVID-19 đã hơn 11.000 người, số người tử vong cũng tăng lên. Trong khi đó, lúc này chưa có vaccine, chưa có thuốc đặc trị, với tư cách là người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng phải hành động. Cụ thể, ông Chu Ngọc Anh đã trao đổi với Thứ trưởng Phạm Công Tạc để tổ chức cuộc gặp với các nhà khoa học, xin ý kiến, góp ý, khuyến cáo. Ông Chu Ngọc Anh đã ký các quyết định xác định 3 nhiệm vụ chính, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu kit test Covid-19. Tiếp đó, Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện Quân y ký hợp đồng triển khai. Luật sư cho rằng Việt Á tham gia là theo đề nghị của Học viện Quân y. Như vậy, theo luật sư, không có hành vi nào của cựu bộ trưởng là trái với quy định của luật khoa học và công nghệ, nên mong hội đồng xét xử xem xét về việc đưa ký tết sản xuất thương mại trái quy định. Luật sư phân tích rằng, đề tài này dừng ở mức nghiên cứu quy trình, Bộ Khoa học Công nghệ không chịu trách nhiệm sản xuất thương mại. Đây là nội dung nằm ngoài phạm vi đề tài. Vấn đề sản xuất thương mại là trách nhiệm của Bộ Y tế. Đề tài vẫn thuộc phạm vi quản lý của Học viện Quân y nên trách nhiệm chính là Học viện Quân y. Theo luật sư, lĩnh vực nghiên cứu khoa học là đặc thù, chỉ có người trực tiếp nghiên cứu mới biết rõ. Vì vậy, luật sư nói lên sự lan tăn, đắn đo về việc sản phẩm này là của Việt Á hay của đề tài, trong khi Bộ Khoa học và Công nghệ chưa có kết quả nghiệm thu đề tài. Luật sư đề nghị mong đánh giá chính xác sản phẩm kit test Việt Á là của ai để cân nhắc xem xét là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Trung Ngọc Anh. Trong vụ án này, theo luật sư, thân chủ đã thừa nhận sai phạm. Từ đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo Trung Ngọc Anh được hưởng mức án bằng thời hạn tạm giam. Trước đó tại phần luận tội, đại diện viện kiểm sát nhận xét hành vi của ông Chu Ngọc Anh đã làm cho sản phẩm của nhà nước bị chiếm dụng, tạo điều kiện cho Phan Quốc Việt và công ty Việt Á biến kết quả nghiên cứu của nhà nước thành sản phẩm của Việt Á, sau đó đăng ký lưu hành, sản xuất thương mại. Tuy nhiên, ông Chu Ngọc Anh có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn hối cải, đã nộp khắc phục hậu quả, có nhiều bằng khen, gia đình có công với cách mạng. Ông Trung Ngọc Anh được Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Hà Nội có văn bản đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Sáng ngày 8 tháng 1, đại diện viện kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm luận tội đối với 38 bị cáo trong vụ Việt Á. Theo cáo buộc, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 bùng phát, lợi dụng chủ trương của nhà nước, Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á đã thông đồng cấu kết với các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ để công ty Việt Á được phối hợp tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về test xét nghiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện chủ sở hữu. Sau đó bằng nhiều thủ đoạn, các bị cáo thực hiện chuỗi hành vi sai phạm, biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu của đề tài thuộc sở hữu của nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của công ty Việt Á, sản xuất, bán thương mại trên cả nước với giá đã được nâng khống, thu lời bất chính đặc biệt lớn. Cáo trạng quy kết, Phan Quốc Việt đưa hối lộ là 106 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước 402 tỷ đồng. Để được tham gia nghiên cứu, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá, tiêu thụ test xét nghiệm ở các địa phương, Phan Quốc Việt đưa hối lộ và cảm ơn cho nhiều quan chức cán bộ. Cụ thể, ở tội nhận hối lộ, bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đã hai lần nhận của Phan Quốc Việt với tổng số tiền 350.000 đô la Mỹ, tương đương 8 tỷ đồng. Bị cáo Hùng đã can thiệp để công ty Việt Á được tham gia phối hợp nghiên cứu đề tài, thỏa thuận với Phan Quốc Việt về việc ăn chia phần trăm doanh thu từ việc tiêu thụ test xét nghiệm trái quy định của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế nhận tổng cộng 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương 51,1 tỷ đồng thông qua thư ký. Bị cáo Nguyễn Huỳnh, thư ký ông Long, nhận tổng cộng 2,2 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng, trong đó số tiền 2,2 triệu đô la Mỹ ông Huỳnh nhận để chuyển cho ông Long. Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, nhận tiền từ Phan Quốc Việt nhiều lần, tổng cộng 300.000 đô la Mỹ, tương đương 6,9 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế nhận 100.000 đô la Mỹ, tương đương 2,3 tỷ đồng để giúp công ty Việt Á. Bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, 3 lần nhận tiền, tổng số 27 tỷ đồng, sử dụng cá nhân 16,1 tỷ đồng. Tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng khoa học và công nghệ, được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 200.000 đô la Mỹ, tương đương 4,6 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được Việt đưa cảm ơn 50.000 đô la Mỹ, tương đương 1,1 tỷ đồng. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ văn phòng chính phủ, được Phan Quốc Việt cảm ơn 200.000 đô la Mỹ, tương đương 4,5 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Hải Dương, được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 100.000 đô la Mỹ. Phạm Duy Tuyến đưa cảm ơn 600 triệu đồng và 50.000 đô la Mỹ từ nguồn tiền công ty Việt Á chi phần trăm ngoài hợp đồng. Tổng số tiền đã nhận là 4 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế, phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, được Phạm Duy Tuyến đưa cảm ơn tổng cộng 7 tỷ đồng từ nguồn tiền công ty Việt Á chi phần trăm ngoài hợp đồng. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC Hải Dương, được hưởng lợi bất chính 300 triệu đồng do bị cáo Phạm Duy Tuyến đưa sau khi được công ty Việt Á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng. Bị cáo Lâm Văn Tuấn, cựu giám đốc CDC Bắc Giang, được hưởng lợi 5 tỷ đồng, hai sổ tiết kiệm do bị cáo Phan Thị Khánh Vân đưa từ nguồn tiền công ty Việt Á chi phần trăm. Khi biết công ty Việt Á bị điều tra, ông Tuấn đã chủ động trả lại hai sổ tiết kiệm. Bị cáo Phan Thị Khánh Vân, liên quan công ty Phan Anh, nhận 44,9 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng từ công ty Việt Á và đưa cho bị cáo Lâm Văn Tuấn 5 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Định, cựu giám đốc CDC Nghệ An, được hưởng lợi bất chính 185 triệu đồng do công ty Việt Á chi tiền phần trăm hợp đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An được hưởng lợi bất chính 95 triệu đồng do công ty Việt Á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng. Bị cáo Tiêu Quốc Cường, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tài chính kiêm kế toán trưởng Sở Y tế Bình Dương, được công ty Việt Á chi 1,2 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng. Bị cáo Lê Thị Hồng Xuyên, cựu cán bộ phòng xét nghiệm CDC Bình Dương, được công ty Việt Á chi 1,06 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản giáo dục, được hưởng lợi 2 tỷ đồng từ nguồn công ty Việt Á chi phần trăm bị cáo Nguyễn Bạch Thùy Linh, cựu giám đốc công ty SNB Holding, được hưởng lợi 6 tỷ đồng từ nguồn công ty Việt Á chi phần trăm. Bị cáo Thủy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao để can thiệp tác động ông Nguyễn Thanh Long, khi đó là thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, có mặt tại buổi lễ trao test xét nghiệm công ty Capital Land ủng hộ chính phủ Việt Nam, từ đó được hưởng phần trăm do công ty Việt Á chi.